KFC không calo, thêm chanh, thêm đã. Rap Việt có Lays, cuốn ơi là cuốn. Mason Nguyễn thưa quý vị. Rap Việt mùa 4 sẽ là cái nơi mà khiến cho Mason Nguyễn trở thành một cái tên cực hot. Anh Thành đây là thí sinh em chờ đợi giờ. Rigger. Làm mẫu thôi nhá. Và em bất ngờ với những gì mà bạn thể hiện ngày hôm nay. Nó hơn cả sự kỳ vọng của em dành cho bạn nữa. Em có một cái nó gọi là hợp lý để đưa bạn về với em. Tại vì em đã làm một người rất thân với bạn trở thành một ngôi sao. Đó là Tom 4K Ride. Trời ơi, quá tuyệt vời Mason ơi. Rõ ràng tất cả ai ở đây cũng biết cái điều đó. Chính xác, em là một boy Hà Nội gửi dream đi thẳng vào chung kết. Em mà về bên đây là em sẽ là gà chiến bên này. Mạnh cỡ gà mạnh hoạch. Em thấy bây giờ mọi lời nói nãy giờ mọi người bình luận nó phí phạm quá. Mọi người quên là em còn nón vàng. Xin chào tất cả các bạn, mình là Mason Nguyễn, tên thật của mình là Nguyễn Xuân Bách. Và mình đã đến với rap được 6 năm rồi. Nhưng mà đây là cơ hội đầu tiên mình được bước chân lên Rap Việt. Trước đây thì rap name của mình là RZ Mass. Và các bạn chắc cũng đã biết qua rất nhiều những sản phẩm âm nhạc của mình. 3 mùa trước mình casting Rap Việt với nghệ danh là RZ Mass. Thì nó đều trượt, mình kiểu thất vọng ấy, nghi ngờ hoàn toàn về khả năng của mình. Lý do tại sao mà mình cứ không thể nào hoàn thành được cái phần casting của mình đúng như ý muốn. Nếu như mà mình đã không đủ tài năng này rồi thì thà là mình làm nó cho vui thôi và mình sẽ đi làm một công việc khác. Nhưng mà sau khi mà mình quyết định là mình nói những cái suy nghĩ đấy ra với những người bạn bè anh em của mình thì mọi người đều vỗ vai và bảo là hãy cố thêm một lần nữa đi. Vậy nên lần này mình sẽ làm mới bản thân mình, thay cả tên luôn. Và mình đã qua được vòng casting để xem mình đi xa đến đâu nhá. Trong quá trình mình tìm hiểu và học rap, có rất là nhiều người đã đến và giúp đỡ mình. Tiêu biểu là một người bạn cấp 3 của mình tên là Vũ. Bạn là người đã kiểu đồng hành cùng mình từ những ngày đầu tiên. Và mình nghĩ là đấy là một điều may mắn nhất trong cuộc sống của mình, khi mà mình gặp được những người anh em cùng chí hướng và lại luôn luôn thúc đẩy mình phải phát triển hơn và càng ngày càng làm cho mình phải hoàn thiện hơn. Tất cả những rapper khác thì họ đều có thể nói về những mặt khó khăn trong cuộc sống của họ. Nhưng khi mà mình làm nhạc rap thì mình cảm thấy đấy là một sự rào cản khá là lớn. Căn bản là nhà mình không hề khó khăn một chút nào. Cái thứ mình viết ra mình cảm thấy nó không đặc biệt gì cả. Nó chỉ như bao người bình thường thôi. Nhưng mà dần dần rồi mình nhận ra là không chỉ những người có hoàn cảnh đặc biệt mới có thể chơi được nhạc rap hay, mà chỉ cần chúng ta kiểu tìm hiểu, yêu cái âm nhạc thì chúng ta cái gì cũng có thể làm được. Đến với Rap Việt 2024 không chỉ để lấy nón vàng, mà Mason Nguyễn tới đây còn là để phục thù cho RZ Mass với 3 lần casting trượt ngày trước, đồng thời là đem về cho gia đình rất nhiều niềm tự hào cũng như là khẳng định bản thân của mình ở trên thị trường nhạc rap Việt Nam. Vậy nên hãy đón chờ hành trình của Mason Nguyễn ở Rap Việt 2024 này nhá. Let's go. Em chào anh Thành ạ. Em chào 4 vị huấn luyện viên và 3 vị ban giám khảo ạ. Sawadee krap. Chào mọi người, mình tên là Mason Nguyễn. Các bạn có thể biết đến mình với nghệ danh trước đây là RZ Mass hoặc là Được Rồi Đi Thôi. Còn bây giờ em là Mason Nguyễn ạ. Ok, em thay đổi rap name vì sao? Nói thật với anh là em dùng rap name cũ, em trượt casting 3 lần. Hôm nay em đổi tên cho đổi vận. À, đấy là đổi phong thủy thôi đúng không? Dạ vâng, tên này em xem rồi. Ừ. À, ok. Mà còn nói với bố mẹ đi đến đây không? Đã có. Mẹ có khấn không? Mẹ không. Mẹ không khấn. Không. Heo ơi. Con tự khấn. Mason Nguyễn thưa quý vị. Heo đúng là cái tên đổi xong vận lên em ạ. Heo vừa đứng gần anh là lên dốc. Em hiểu không? Đùa được đâu, cho em đứng kẽ đi. Đứng kẽ đi, ừ đấy. Cho em đứng kẽ. Rồi bàn gì bàn đi. Chúc anh. Anh biết ạ, anh thấy em thế nào? Em biết Bách phải 5-6 năm trước rồi. Và bạn ấy luôn là một rapper mà em luôn luôn đặt một câu hỏi là tại sao bạn ấy vẫn chưa thể đạt được những cái mà bạn ấy xứng đáng hơn. Dạ, tại nếu mà theo đánh giá cá nhân của em thì năm nay em mới đủ 9 để mà có thể được xuất hiện ở đây. Nghĩa là đủ toàn bộ về mặt kỹ năng rap cũng như là biểu diễn hoặc là phong thủy mà em được đứng ở đây. Em muốn nói tiếp là
Nhạc của bạn ấy trong những cái năm gần đây ấy, có rất nhiều những cái bài mà hit, nhưng mà có thể là khán giả chưa có một cái mức nhận diện về bạn ấy. Nhưng mà em nghĩ là Rap Việt mùa 4 sẽ là cái nơi mà khiến cho Mason Nguyễn trở thành một cái tên cực hot. Hy vọng. Bình thường em hay gọi Bách. Em tên Bách à? Là Nguyễn Xuân Bách ạ. Nguyễn Xuân Bách. May đấy, tên là Nguyễn Xuân Bách đấy, là đi rap, chứ còn Nguyễn Xuân Bắc thì là làm MC rồi. Ok. Rồi Karik, em thấy sao về bạn à? Dạ, anh Thành đây là thí sinh em chờ đợi bây giờ. Reggae. Và Reggae. Làm mẫu cho nhá. Làm mẫu không? Bởi vì thật sự em có biết Mason trước khi mà Mason đổi nghệ danh. Em cũng có nghe nhạc của bạn. Và em bất ngờ với những gì mà bạn thể hiện ngày hôm nay. Nó hơn cả sự kỳ vọng của em dành cho bạn nữa. Bảo, em nhận xét thế nào về tài năng trẻ này? Bạn là một ngôi sao rồi. Và em có một cái nó gọi là hợp lý để đưa bạn về với em. Tại vì em đã làm một người rất thân với bạn trở thành một ngôi sao. Đó là Tom Ford K-Roy. Đó là Tom Ford K-Roy. Superboy, how do you love? Trời ơi, quá tuyệt vời Mason ơi, rõ ràng tất cả ai ở đây cũng biết cái điều đó. Chính xác, em là một boy Hà Nội gửi dream đi thẳng vào chung kết. Chị Su đánh giá em cao quá rồi. Em mà về bên đây là em sẽ là gà chiến bên này, mạnh cỡ gà mạnh hoạch. Dễ thương. Bên nào thì em cũng thế anh ạ. Bên nào cũng thế à? Dạ, em vẫn là gà chiến. Bên nào em cũng chiến. Em mày cũng gáy to đấy, gà là phải gáy đúng không? Dạ vâng. Năm ngoái anh hứa cái gì với 24K Ride nó cũng đều thành sự thật. Anh nghe nói là em muốn chiến thắng 24K Ride. Anh có thể hứa cho em điều đó. Anh có thể hứa cho em điều đó. Anh có thể hứa cho em điều đó. As hero, in your own opinion, who do you think gonna fit him? I think you should come with B-Ray. B-Ray? Yeah. Okay. Why? I think this is the same energy. B-Ray said that he made his friend the champion before. Yeah. Yeah? I think this is the champion for him. Okay. That's great. What about you and Thai? In your opinion? By the high performance, cool and high. Everything you do, your lyrics, the way you rap, the way you move, it's already that level already, bro. Nhưng mà Rap Việt mùa 3 đó, 24K là runner up. Yeah. But I feel if you go over Carrick's team, you might be the winner. For sure. That's just 24K là just runner up thôi. I think he has to go to Suboy. You feel Suboy? Yeah. I feel like Carrick's gonna bring his potential out, bro. Anh Thành ơi, thật ra là em thấy bây giờ mọi lời nói nãy giờ mọi người bình luận nó phí phạm quá. Mọi người quên là em còn nón vàng. Mình không nghĩ đến cái kết cục này ha. Đơn giản chứ. Thiệt, bây giờ em thấy mọi người bị phí thời gian cái chuyện. Khiến mọi người bị quên á. Sao không nói từ sớm đi. Làm anh khó lắm. Phải đâu chuyện đùa. Thôi em ơi, anh nói thật á. Trước đó cũng có nhiều bạn anh muốn thả chiếc nón vàng rồi, nhưng mà anh quyết tâm chờ tới em thôi. Chân thành quá. Bởi vì anh biết em xứng đáng với điều này và em nên thuộc về đội của anh. Em nên thuộc về đội của anh. Em của anh thích cái gì nhất thì anh sẽ chịu đó. Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Thôi em ơi, anh nói thật đó. Em nên thuộc về đội của anh.
Toàn, toàn, xứng đáng. Anh Bảo có gì muốn nói không ạ? Thôi vô kỳ rồi. Đông cho cũ. Có cái bảng định viết chữ nào không em? Sao không bị khóa mà khó nói chuyện vậy? Em chưa nghĩ tới khúc anh Karik quăng cái nón. Trời ơi, Suboy ơi, em còn đồ chơi gì không mang ra chơi Karik còn không? Em cũng biết em có cái hậu quả gì nữa anh. Bước vô trong đây em không sợ B-Ray thì cũng sợ ông nội kia. Em quá cao tay đúng không các bạn? Bây giờ chỉ còn phần trăm điểm nói chuyện. Không thể nào dưới 90 được. Wow. 92% rất cao. Và em về với Karik. Chúc mừng Mason Nguyễn với một chiếc xe đạp điện Dragonfly đến từ VinFast. Một chiếc nón vàng đến từ phía của huấn luyện viên Karik. Hãy cùng với cả Mason Nguyễn đi tiếp sang vòng 2 nhé. Rapid 2024, 20 giờ thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion. Our Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 phút chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.